Tiếp theo thì chúng ta chuyển sang một cái chủ đề khác, chủ đề về cập nhật về chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến giáp, biệt hóa kháng iốt phóng xạ. Xin mời tiến sĩ Phạm Văn Thái. Vâng, kính thưa các thầy chủ tọa, kính thưa các quý thầy cô và quý đồng nghiệp. Tiếp theo chương trình thì em xin phép được chuyển sang một cái chủ đề là cập nhật chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa tái phát tiến triển di căn kháng iốt mốt. Thì như quý đồng nghiệp đã biết thì hiện nay thì cái ung thư tuyến giáp cũng là một cái ung thư mà cũng gặp khá là phổ biến ở trên phạm vi toàn cầu, như đặc biệt là Việt Nam trong năm gần đây thì theo cái thống kê cập nhật gần đây nhất năm 2022 Glocal thì cái số lượng đã gia tăng và đã nhảy cái thứ hạng. Nếu như Glocal 120 thì ung thư giáp đứng hàng thứ 9 thì hiện nay đã đứng nhảy đến hàng thứ 6 rồi. Điều này cho thấy là cái số lượng người mắc ung thư giáp hiện nay là khá là phổ biến ở Việt Nam chúng ta. Thì về cái phân loại thì chia thành 3 nhóm, trong đó thì cái nhóm thể biệt hóa thì chúng ta biết là cái công thức điều trị, cái phác đồ điều trị hiện nay đã được công nhận và cũng như là được áp dụng trong thực hành, đó là chúng ta điều trị phẫu thuật. Sau đó tiến hành điều trị iốt mốt nếu mà sau phẫu thuật cắt ra toàn bộ và kết hợp với điều trị nội tiết. Tuy nhiên thì mặc dù chúng ta có điều trị theo đúng các cái guideline khuyến cáo chuẩn và theo các cái gọi là đúng các cái tiêu chí về hướng dẫn thực hành lâm sàng thì đến một thời điểm nào đó thì sẽ xảy ra cái tình trạng kháng iốt mốt. Tuy nhiên thì cái tần suất gặp thì nó cũng tùy theo các cái nghiên cứu khác nhau, nhưng mà cái tổng hợp lại hiện nay thì nó cũng chiếm khoảng từ 5 đến 10% từ tùy theo từng nghiên cứu. Và câu hỏi đặt ra là vấn đề với các cái bệnh nhân mà kháng iốt mốt thì chúng ta sẽ điều trị ra sao, và tính đến hiện tại hiện nay thì nói về tiêu chuẩn hiện tại năm nay là 2024, nhưng mà các cái khuyến cáo về hướng dẫn về chẩn đoán bệnh này thì hiện nay thì tôi thấy rằng vẫn thế theo cái ATA 2015, tức là của Hiệp hội Tuyến giáp Hoa Kỳ năm 2015, với các tiêu chí rất là rõ, tức là một là chúng ta có các cái tổn thương tiến triển mới sau khi đánh giá điều trị, hai là có các cái tình trạng mà không bắt giữ iốt mốt ngay từ đầu hoặc là sau một thời gian điều trị có thể là toàn bộ các tổn thương không bắt iốt mốt, cũng có thể là có vùng bắt có vùng không bắt sau chúng ta điều trị, thì cũng xếp vào cái nhóm một trong bốn cái tiêu chuẩn để chẩn đoán tình trạng kháng iốt mốt. Ngoài ra thì theo cái hiệp hội của tuyến giáp châu Âu thì có thêm một cái tiêu chí nữa, đó là cái khi chúng ta đạt cái tổng liều tích lũy là 600 microgram. Thế thì về điều trị hiện nay thì theo khuyến cáo cập nhật các cái guideline khuyến cáo gần đây nhất thì vẫn thấy rằng một cái nguyên tắc điều trị chung cái nhóm bệnh nhân này nó là tùy theo phụ thuộc vào cái vị trí tổn thương. Đấy, có thể là các cái mô khác nhau như là thần kinh trung ương hay là mô mềm hay là các cái tạng hoặc là xương, hoặc là phụ thuộc vào các cái số lượng các cái tổn thương này. Đấy, có thể là một hoặc là nhiều tổn thương trên cùng một cơ quan hoặc là nhiều cơ quan khác nhau, và đặc biệt là phụ thuộc vào các yếu tố về mức độ tiến triển, tức là cái tốc độ nhân lên của các tế bào ung thư cũng như là cái mức độ triệu chứng xuất hiện. Và đặc biệt hiện nay thì nói đến điều trị ung thư nói chung, trong đó ung thư tuyến giáp thì vẫn một trong cái xu mới hiện nay, đó là chúng ta dựa trên các đặc điểm về sinh vấn tử. Thì với cái tình trạng kháng iốt hiện nay thì cũng đã có các cái vấn đề nghiên cứu về cái sinh vấn tử, đặc biệt là các cái đột biến gen. Ngoài các cái gen trước đây được nhắc nhiều đến thì hiện nay có các gen mới như ARK, chúng ta biết là hay nhắc cái ung thư phổi, thì là kể cả trong tuyến giáp, rồi các gen RET, NTRK cũng như là cái tình trạng bất ổn vi vệ tinh, rồi thì các cái tình trạng tích lũy đột biến TMB thì cũng được các cái nghiên cứu gần đây đưa ra về cái lĩnh vực này. Thế và về các cái phương pháp điều trị này thì có thể nói là cái phẫu thuật chúng ta biết là một cái phương pháp rất là quan trọng ở cái giai đoạn mà không kháng mốt, nhưng kể cả giai đoạn không kháng mốt thế này thì các khuyến cáo vẫn đưa ra, tôi thấy rằng là tất cả các trường hợp mà có thể phẫu thuật được thì vẫn khuyến cáo ưu tiên cái việc phẫu thuật để lấy bỏ các cái tổ chức tái phát di căn đó cho tất cả các trường hợp nếu có thể. Bởi vì cái ưu điểm đây nó là cái phương pháp mà có thể giải quyết được nhanh chóng các cái loại bỏ được các tổn thương ra khỏi cơ thể và đạt được hiệu quả cao. Tuy nhiên sẽ có một cái nhóm mà sẽ đặt ra rất nhiều khó khăn cho các nhà lâm sàng, đó là không phải tất cả các trường hợp chúng ta đều phẫu thuật được. Đó là các cái vị trí tổn thương ở các cái vị trí phức tạp, nguy hiểm và các tổn thương đau ổ ở nhiều cơ quan, hoặc là bệnh nhân có toàn trạng không tốt thì cũng không thể tiến hành cỡ phẫu thuật được. Thì chúng ta có thể cân nhắc các phương pháp điều trị khác, và một trong phương pháp điều trị khác hiện nay được nhắc đến ưu tiên đó là chính là điều trị chống đích.
Thế thì cái điều trị trúng đích chúng ta biết đã được nhắc đến rất nhiều trong các cái điều trị ung thư, các cái tạng, các cơ quan khác rất là nhiều. Tuy nhiên chỉ trong tuyến giáp này thì cũng đã có các cái nghiên cứu. Nếu như trước đây thì chúng ta biết là cách đây cũng nhiều năm rồi thì đã có các nghiên cứu về các cái thuốc điều trị TKI, các TKI dạng direct, các cái dạng phân tử nhỏ để tác động. Và trong các cái TKI này thì hiện nay nevatinib là cái thuốc mà được khuyến cáo điều trị ung thư biểu mô tế bào gan thì cũng được chỉ định trong cái ung thư tuyến giáp thể hóa kháng iốt và mốt. Và ngoài ra thì có các cái thuốc khác như là sofosbuvir đã được chứng minh qua các cái thử nghiệm lâm sàng, và đây là các cái thuốc mà chúng ta thấy là đánh vào đa đích rất nhiều các cái thụ thể như yếu tố tăng trưởng mạch máu, như là các cái yếu tố các cái thụ thể khác mà liên quan đến con đường tăng sinh và phát triển tế bào ung thư. Thế và đây là cái nghiên cứu decision thì chúng ta biết đó là so sánh đối đầu giữa cái việc chúng ta dùng điều trị đích sofosbuvir với cái việc mà chúng ta dùng giả dược ở các cái bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể hóa và kháng iốt mốt. Thì đây là một cái nghiên cứu thử nghiệm pha 3 đa trung tâm ở 18 quốc gia trên 400 bệnh nhân khác nhau. Thì cái đây là cái đặc điểm bệnh nhân, thì cái kết quả cho thấy rằng là có cái sự cải thiện rất rõ về cái thời gian sống thêm không tiến triển PNS. Cụ thể là thay vì nếu chúng ta theo dõi thuần thì 5.8 tháng, thế còn nếu điều trị được thì sẽ cải thiện được thêm khoảng 5 tháng nữa, tức là 10.8 tháng thì bệnh mới tiến triển. Và phân tích ở dưới nhóm thì đều ưu thế về nghiêng cái nhánh mà bệnh nhân được điều trị trúng đích là TKI sofosbuvir. Trong khi đó thì cái mặt trái của cái điều trị đích là cũng có các cái xuất hiện các cái độc tính, trong đó các độc tính của sofosbuvir nó là các phản ứng ngoài da chiếm tỷ lệ khá là cao, khoảng 3/4 các bệnh nhân có các độc tính này. Thế còn sang một TKI khác đó là cái nevatinib, thì một thuốc thế hệ sau ra đời thì cũng là một cái đa đích, một cái TKI mà kháng đa đích rất nhiều các cái đích khác nhau, thì cũng liên quan đến các cái yếu tố phát triển tế bào ung thư, còn các cái con đường dẫn chuyển tín hiệu. Thì đây là cái thử lâm sàng cũng so sánh cái việc nevatinib với cái giả dược, tức là chúng ta chỉ theo dõi đơn thuần, thì chúng thấy rằng là ở các cái bệnh nhân này được tiến hành trên 300 bệnh nhân, cũng là cái thử nghiệm pha 3 mổ đôi ngẫu nhiên, với cái đặc điểm bệnh nhân cũng được thiết kế tương tự như là cái sofosbuvir nghiên cứu trước đó. Tuy nhiên thì cái kết quả cải thiện rất là rõ, cụ thể là cái tỷ lệ đáp ứng ở đây lên tới 64.8%, có nghĩa là khoảng 2/3 các bệnh nhân đạt được đáp ứng, so với giả dược thì có 1.5%. Và cải thiện được cái thời gian sống thêm không tiến triển PS là 18.3 tháng, có nghĩa là khoảng 1.5 năm bệnh mới tiến triển, so với giả dược là 3.6 tháng. Thế và phân tích ở các cái dưới nhóm khác nhau thì cho thấy là cũng đạt được cái hiệu quả của cái nhánh mà dùng nevatinib tốt hơn hẳn so với dùng cho cái nhánh đối chứng giả dược. Trong khi đó thì các cái độc tính ở mức độ ít hơn so với sofosbuvir, nhưng mà xuất hiện các độc tính mới ở đây, đó là các độc tính liên quan đến tim mạch, đó là tăng huyết áp cũng chiếm khoảng 2/3 các bệnh nhân, nhưng chủ yếu là cái mức độ nhẹ, độ 1 và độ 2. Thế câu hỏi đặt ra là vậy thì các cái thuốc TKI là các cái thuốc mà có thể được chỉ định trong các cái trường hợp ung thư tuyến giáp thể hóa, nhưng không phải là tất cả các bệnh nhân. Và điều quan trọng nhất cho các thử nghiệm lâm sàng là vậy khi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành áp dụng được các biện pháp điều trị toàn thân bằng thuốc chứng đích này. Thì đã có các cái khuyến cáo, một số các khuyến cáo trước đây thì theo ATA thì có 3 khuyến cáo. Một là ở các trường hợp mà bệnh nhân có các triệu chứng mà đe dọa đến tính mạng, đến thời gian sống còn của người bệnh, đặc biệt là các cái tổn thương ở các cái chức năng, các cơ quan quan trọng như là phổi, hoặc là các cái trường hợp mà bệnh có các cái triệu chứng rầm rộ cũng như là các cái tổn thương lan tỏa nhiều vị trí, nhiều cơ quan với cái tốc độ tiến triển nhanh. Thì cái khuyến cáo này thì được đưa ra cũng cách đây nhiều năm, tuy nhiên thì trong thực tiễn mà nói để áp dụng khuyến cáo này thì cũng rất là khó. Và đặt ra câu hỏi là vậy thì có một cái thang điểm hay có một cái khuyến cáo nào mà để lượng hóa cũng như là để hướng dẫn cho các nhà thực hành lâm sàng dễ dàng áp dụng trong thực tế hay không. Thì trong năm 2022 gần đây nhất là 2022 thì đã có một nhóm các cái nhà nghiên cứu, các tác giả Nhật Bản đã có tiến hành các cái nghiên cứu dựa trên các cái thiết kế từ các cái quần thể bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể hóa mà kháng iốt mốt, thì đã đưa ra các cái tác giả sau khi đã công bố dữ liệu và đã đưa ra một khuyến cáo rất là hay, tức là tổng hợp đưa ra một cái thang điểm gồm 8 tiêu chí. Thứ nhất là dựa vào đặc điểm về tuổi trên hay dưới 6 năm. Thứ hai là triệu chứng liên quan u là có hay không,
Và thứ ba ở đây là liên quan đến loại mô bệnh học là thể nhú hay thể nang. Và liên quan yếu tố thứ tư đó là cái vị trí di căn, đấy, là di căn phổi hay là ngoài phổi có di căn khác. Và một cái tiêu chí thứ năm đây là dựa vào đặc điểm cận lâm sàng, đó là cái tỷ lệ giữa bạch cầu trung tính trên bạch cầu lympho lớn hơn 3 hay dưới 3. Và một tiêu chí tiếp theo đó là cái vị trí, cái kích thước của cái tổn thương di căn phổi là trên hay dưới 1 cm, rồi kích thước của cái khu ban đầu cũng như là tổng cái tức là cái thời gian nhân đôi của cái tổng cái thể tích khu thì tổng hợp là có 8 tiêu chí này và sẽ xếp vào tính ra theo các mức điểm từ 0 đến 1 và tổng hợp lại nếu 8 tiêu chí này thì bệnh nhân cao điểm nhất sẽ là 8 điểm và thấp nhất là 0 điểm và sẽ chia ra thành 3 cái mức độ nguy cơ. Nguy cơ thấp là từ 0 đến 2 điểm và nguy cơ trung bình là 3 đến 5 điểm và nguy cơ cao là 6 đến 8 điểm. Đấy. Và khi phân tích cho thấy rằng giữa ba cái nhóm này có sự khác biệt rất rõ về cái thời gian sống thêm không tiến triển cũng như là sống thêm toàn bộ. Giữa ba cái phân nhóm này, nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình và nguy cơ cao. Và từ đó thì các nhóm tác giả đã đưa ra cái khuyến cáo và đã được gọi là áp dụng trong thực hành lâm sàng của các cái nghiên cứu ở Nhật Bản cũng như là trong một số các cái nghiên cứu của các tác giả quốc tế trong thời gian gần đây. Đó là với các cái nhóm bệnh nhân mà từ 0 đến 2 điểm thì cái khuyến cáo này là chúng ta chờ đợi, tức là chưa cần thiết phải điều trị trúng đích ngay mặc dù là đã kháng yếu là mốt. Thế còn các trường hợp mà 6 đến 8 điểm tức là mức độ nguy cơ cao rồi thì sẽ khuyến cáo cân nhắc dùng nevazolinib sớm. Thế còn cái mức trung gian từ 3 đến 5 điểm thì chúng ta sẽ có hai cách xử trí, có thể là theo dõi hoặc cũng có thể là điều trị. Đấy, như vậy là đã có một cái bảng điểm, một công thức để cho các nhà lâm sàng chúng ta dễ dàng áp dụng và đưa ra một cái khuyến cáo để chúng ta cân nhắc để có nên điều trị nevazolinib ngay từ đầu ở thời điểm nào cũng như là dựa trên các yếu tố nào thì sẽ rõ ràng hơn. Thì đấy là cái thông tin cập nhật gần đây nhất. Thì em có tham gia một cái hội nghị ở Nhật Bản tháng 6 vừa rồi thì cũng có rất nhiều các báo cáo liên quan đến các cái nghiên cứu mà người ta ứng dụng các cái vấn đề này. Thế và sau thất bại thì hiện nay chúng ta thấy rằng là vấn đề sovleplenib thì cũng có các cái thử lâm sàng sử dụng các cái điều trị đích khác nữa sau khi thất bại, hiện nay cũng có và đang chờ các cái kết quả nghiên cứu trong thời gian tới đây. Thế còn ngoài ra thì các biện pháp điều trị trộn số khác cũng được khuyến cáo trong các trường hợp, một số trường hợp chúng ta có thể xạ trị điều biến điều hoặc là xạ trị bình thân hoặc là đốt sóng cao tần hoặc là tiêm cồn tuyệt đối cũng như là điều trị đông lạnh, áp dụng trong một số các cái trường hợp mà chúng ta không còn có lựa chọn nào khác. Với các trường hợp di căn xương thì các khuyến cáo này thì ngoài cái điều trị toàn thân ra, chúng ta kết hợp điều trị tại chỗ như là kết hợp các cái thuốc ức chế hủy xương. Còn đối với các trường hợp mà di căn thần kinh trung ương thì chúng ta sẽ phải kết hợp tùy theo các cái đặc điểm tổn thương di căn, một tổn thương hay nhiều tổn thương cũng như là kích thước tổn thương lớn hay kích thước ra sao thì chúng ta có các cái biện pháp, có thể là điều trị tại chỗ, phẫu thuật lấy u hoặc là các biện pháp xạ phẫu. Thế còn trong hợp mà di căn lan tràn đa ổ thì chúng ta phải kết hợp các biện pháp ngoài điều trị tại chỗ ra, phải kết hợp về xạ trị toàn não và kết hợp với điều trị toàn thân nếu mà có triệu chứng bệnh tiến triển cũng như là có các tổn thương ngoài não thì cũng có chỉ định dùng các cái TKI. Thế và cái giải pháp thứ tư được lựa chọn trong cho các cái trường hợp bệnh nhân này đó là cũng số các bệnh nhân mà đặc biệt là nhóm nguy cơ thấp không có triệu chứng hoặc là tổn thương nhỏ như là tiến triển chậm thì hoặc là bệnh nhân thể trạng yếu và không còn khả năng phẫu thuật như là các cái phương pháp điều trị chống đích điều trị tại chỗ khác thì đôi khi chúng ta chỉ cần theo dõi và dùng các cái liệu pháp nội khoa ức chế TH là cũng có thể giải quyết được số các cái bệnh nhân ở cái phần nhóm này. Thế còn với trên các khuyến cáo hiện nay tùy theo các cái loại khác nhau thì hiện nay chúng ta thấy là cái phiên bản NCCN gần đây nhất năm 3/4 đây thì cũng đưa ra các cái khuyến cáo tùy khuyến cáo về đặc xét nghiệm sinh phân tử cho các nhóm bệnh nhân này và chúng ta có các giải pháp khác nhau tùy theo thì đều đưa ra các biện pháp điều trị trúng đích cũng như là các biện pháp tùy theo các cái tổn thương ví dụ như căn xương hay như căn não thì cũng đều có các cái khuyến cáo kể cả thể nhú cũng như là thể nang. Thì đây là các cái minh chứng để chúng ta các đồng nghiệp chúng ta có thể tham khảo để đưa ra các cái chỉ định cũng như là các cái áp dụng cho từng ngày lâm sàng dựa trên các cái khuyến cáo quốc tế cũng như là các cái nghiên cứu gần đây. Thì tóm lại là qua cái phần trình bày của em ngày hôm nay thì cũng xin phép được tóm được là hiện nay thì
cũng có một số các cái tiến bộ mới trong các điều trị ung thư tuyến giáp, đặc biệt là cái nhóm ung thư tuyến giáp là thể biến hóa mà kháng yếu mốt, thì về mặt chẩn đoán cũng như điều trị thì chúng ta cũng đã có các khuyến cáo trong nhiều năm gần đây, nhưng mà hiện nay thì để áp dụng thử hành lâm sàng thì cũng đã có các nghiên cứu mới cũng như là các cái công thức, các cái bảng điểm của các cái nhóm các tác giả quốc tế đưa ra để cho các đồng nghiệp, các nhà lâm sàng ta có thể áp dụng. Một trong các cái thang điểm đó chính là các thang điểm của tác giả Nhật Bản dựa trên 8 yếu tố, đó là tuổi cũng như là triệu chứng, kích thước cũng như là thời gian đôi khu, cũng như là vị trí kích thước của tuyến di căn, cũng như là cái phân nhóm bộ học, và đặc biệt là kể cả các cái thay đổi về huyết học thì cũng là được đưa ra các khuyến cáo. Thì đó là một số các thông tin em xin phép được dừng ở đây, và xin trân trọng sự chú ý theo dõi của các thầy cô và các đồng nghiệp ạ. Cảm ơn bác sĩ Thái, có bài rất là hay, bởi vì do thời gian không cho phép chúng tôi xin giới thiệu